Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng nay mình sẽ review cho quý vị một căn nhà chính chủ xây ở. Do điều kiện công việc, chủ nhà muốn bán căn nhà cho quý vị nào đang có nhu cầu. Căn nhà cấp 4 này có diện tích là chiều ngang 5m, chiều dài là 25m, nhà sổ hồng riêng, thổ cư 100%. Nhà này có hướng Tây Nam và có con đường phía trước rộng tầm khoảng 7m, vỉa hè mỗi bên là 3m quý vị nhé, như quý vị nhìn thấy trên màn hình. Và quý vị nào đang có nhu cầu mua nhà cấp 4 thì đây là một căn nhà quý vị có thể xem tham khảo, hoặc là mua ở mua cho thuê. Hoặc quý vị nào đang có nhu cầu xây nhà sắp tới mà muốn cần xây một căn nhà cấp 4 như thế này thì có thể tham khảo video này quý vị nhé. Với diện tích ngang 5, dài 25m, chủ nhà thiết kế gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, có hai phòng ngủ ở tầng trệt và có view sân phía sau. Nhà mình chỉ xây cấp 4 thôi quý vị nhé, nhưng vừa đủ cho một gia đình nhỏ mà quý vị không muốn xây lầu. Nhà thuộc đường thông, kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty được. Với diện tích là ngang 5, dài 25, có đường nhựa phía trước sạch sẽ là đường 7-8m như thế này. Thì đây là một căn nhà với mức giá cũng rất là hợp lý, chỉ hơn giá đất một xíu thôi quý vị nha. Và căn nhà này có địa chỉ tại phường Tân Bình thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, gần với ngã tư Chiêu Lưu. Ở đây thuộc khu dân cư Bicusi, khu Đà Lạt 2 quý vị nhé. Ở đây rất là mát mẻ và thông thoáng, vị trí tuyệt vời, gần với trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, tất cả 3 cấp trường. Cách nhà này chỉ một cây số quay về thôi, gần với ủy ban, gần với chợ, gần với y tế của phường Tân Bình. Từ vị trí này mình có thể lưu thông từ thành phố Dĩ An sang thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng rất là gần quý vị nhé. Và bây giờ mình cùng di chuyển vào trong tham quan chi tiết căn nhà. Anh chị nào đang có nhu cầu xây nhà sắp tới mà muốn xây nhà mẫu nhà cấp 4 thì có thể tham khảo mẫu video này để mình có thể áp dụng xây theo. Đây là vị trí sân đậu xe hơi, bên hông vẫn còn rộng được tầm khoảng là một nửa, hơn một nửa quý vị nha. Vị trí rất là đẹp. Nhà có hai lớp cửa, ở ngoài lớp cửa sắt, phía trong đây mình có thêm một lớp cửa nhôm sinfa kết hợp với kính cường lực. Trên đây chủ nhà có đi dây chờ camera sẵn ở trên quý vị nhé. Ở đây mình có cái hè rộng tầm khoảng là 1m này, và hè ở đây thì được chủ nhà ốp đá hoa cương kim sa. Di chuyển ở trong đây là khu vực phòng khách. Nhà cấp 4 rất là sạch sẽ và mát ở khu vực này. Đây là khu vực phòng khách quý vị nhé. Phòng khách rất là rộng rãi. Di chuyển tới khu vực phòng bếp, ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp. Ở đây mình có những lam và xây một bậc tam cấp ở khu vực này. Bếp chủ nhà được thiết kế rất là rộng rãi quý vị nhé. Di chuyển về phía trong, ở đây mình có một phòng vệ sinh ở giữa này, rất là rộng rãi này. Nội thất đầy đủ từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, rất là đẹp. Cửa chính thì được chủ nhà làm cửa nhôm sinfa luôn quý vị nhé. Quý vị nhìn lại không gian phòng khách và phòng bếp rất là rộng rãi và thông thoáng. Với diện tích ngang 5, dài 25, nhà thổ cư hết và có hướng Tây Nam. Đây là căn nhà rất là mát mẻ, quý vị nên xem tham khảo. Hoặc quý vị có nhu cầu xây nhà sắp tới thì có thể dựa theo mẫu này để mình thiết kế xây theo. Đây là phòng ngủ đầu tiên quý vị nha. Nhà này có hai phòng ngủ, hai phòng ngủ phòng nào cũng rất là rộng quý vị nha. Có cửa lùa bên hông và vách xung quanh thì được chủ nhà ốp gạch cao tầm khoảng là
hơn 1 mét. Đây là phòng ngủ thứ hai này. Và giá căn nhà này đang được chính chủ gửi bên nhà đất Hồng Sơn với mức giá là 4 tỷ 150 triệu đồng, vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà quý vị nhé. Đây là khu vực sân phơi. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này, hẹn nhà đất Hồng Sơn ở ngã tư Chiêu Lưu hoặc ở ngã tư Bình Trị hoặc ở cổng khu dân cư Bicusi. Mình sẽ dẫn quý vị đi xem, hoặc quý vị có thể hẹn gặp mình ở ngã ba Cây Điệp thuộc giao nhau giữa đường Lê Hồng Phong. Nhà này quý vị ra di chuyển ra đường Nguyễn Thị Minh Khai hoặc đường Lê Hồng Phong cũng rất là gần, nhất là khu trường học cấp 1, cấp 2 chỉ cách căn nhà này tầm khoảng là 1 km quay về thôi. Quý vị đi chợ chỉ hết tầm khoảng 5 phút thôi quý vị nhé. Khu vực phòng khách và phòng bếp. View sân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.